Khách đang đến nè, rất là đông luôn. Hôm nay chặt siêu tóc quá này li li. Thầy bị đứt ngày hôm qua rồi. Ủa hôm qua hả? Qua đi mang mấy muỗng. À ghê vậy hả? Chặt theo quay á hả? Hay là làm bán trà sữa? Quay bị xé á, lúc anh đi về á. Ký gửi cho khách nè, khách đặt Lê Lê cầm miếng da heo Lê Lê. Đó, ừ, miếng da heo bự á. À, đúng rồi, lâu lắm mới có miếng da heo buổi sáng. Đây, nè. Ok Lê Lê. Da heo là 500k một ký nha cô chú. Nửa ký. Nước tương. Rưỡi da heo cho khách. Thường là buổi sáng ít có da heo lắm, nếu mà đặt là buổi có thôi nha cô chú, còn không đặt là không có đâu. Ủa cái này là bán ra ra bán hả Lily? Dư hả? À. À đây có được miếng nè. Chị Nga lên heo quay á.
Cái này thổ hả? Dễ hà chị. Chạy nó dục, nó chạy ra, chạy vô, chạy ra, chạy vô. À, tập cái dục, chạy ra, chạy vô. Dạ, nó lên là tập tạ, là tập tạ. À. Cái này là tập tạ. Lây hành quá. Quê là đi trốn đi làm luôn. Thôi đừng đi làm nha. Quê là trốn đi làm luôn đúng không? Được 3 cái giòn chị. Chị Ly, quay chị nghe. 10 năm sau nhớ coi lại clip nha. Trời ơi. 10 năm sau. Lúc đó bả già rồi. Đó, lúc đó là mình già hết rồi. Thêm chục tuổi nữa rồi. Hồi đó nhìn lại. Một miếng ba rọi. Trời. Vậy cắt cho em một thanh ba rọi là khoảng 80.000 á chị. Chặt thôi để nguyên vậy. Để nguyên, để nguyên. Ổ bánh mì 20. Lấy ba cái luôn hả chị? Chị nghe. Chị Hằng hả? Chị Hằng lấy hả? Không. 20 của ổng rồi sao? 20 của chú nè. Chặt không chị? Chặt không? Chặt không? Chặt nhỏ luôn. Chặt nhỏ luôn. Thì đợi con chút nha chú ơi. 100.000 chú chặt không? Chặt luôn, chặt luôn. Đi muốn rớt giò ra luôn hả? Chị nghe nó kêu đi muốn rớt giò ra luôn. Lily nó là chặt muốn mỏi hết cái tay luôn. 6 giây hả? Giờ đặt cái tiêu đề gì đây cho nó sốc đây. Hả?
Chị Nga, Lily đặt cái tiêu đề gì cho cái clip này đi. Giờ đang mở cho anh Long ơi, không biết làm cái gì đâu. Không biết làm cái gì. Bánh mì hả chú? Còn bánh mì hả? Dạ, bánh mì hết rồi, còn không hả? Hiện tại là có hai bạn làm thôi nên là tiến độ nó sẽ chậm hơn. Vậy kia mà Tâm đã ráng coi cái clip này nha. À, nói chị Tâm coi, ráng coi clip nè. Ráng đi chơi vui vẻ. Đi chơi vui vẻ, đi đi Đà Lạt ha. Đi Vũng Tàu. Vũng Tàu à. Đang bảo rồi đi biển. nhiều lúc mà khách vô đông á làm không kịp đó nghe cô chú. Chắc liên tục không kịp đó. Đó, đi. Có bánh mì không làm cho chú ngủ nè Lily. Hai ly nước cam đi. Hai bạn làm chưa ăn gì luôn, giờ này chưa ăn gì luôn hả? Làm không kịp ăn luôn hả? Lily nói là làm không kịp ăn luôn đó cô chú. Tối về đếm tiền mỗi tay thôi được rồi. Bán cái nào, bán cái nào, bao nhiêu chị? Chị Nga chặt luôn. Hôm nay chị Nga làm hết á. À. Bất ngờ chị Nga trổ tài chặt cái quay. Cao thủ á, à. Cao thủ, cao thủ. Thủ
chị Nga ta chặt tay trái nữa hả? Đúng rồi. Đâu có cao thủ đâu. Cao thủ luôn đúng không? Cao thủ thôi chứ không có cao thủ. Dạ, dữ luôn rồi. Như vô luôn hả? Cấp 3 rồi. Cấp 3 đấy luôn không? Bánh mì nữa. Một ổ bánh mì. Hôm nay xuất hiện chị Hằng. Chị Hằng có coi clip không chị Hằng? Ở đây có hình chị Hằng lên sóng này nha. Trời ơi. Người, dạ. Chưa?